Tuyển bóng đá nữ Việt Nam nguy cơ mất ngôi đầu Đông Nam Á. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12 năm 2023, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì ngôi số 1 Đông Nam Á, chỉ hơn Philippines một bậc. Theo bảng xếp hạng FIFA dành cho bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam giảm 3 bậc xuống vị trí thứ 37 thế giới. Sau World Cup 2023, đội thi đấu 6 trận quốc tế. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam chỉ thắng được các đội bóng yếu như Nepal, Bangladesh và Ấn Độ, trong khi để thua Uzbekistan và hai lần trước Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung bị trừ 11,65 điểm và còn 1.611,3 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Philippines tăng 6 bậc, lên hạng 38 thế giới. Đội bóng này thắng 4 trận và thua 3. Họ được cộng 30,75 điểm để có tổng 1.571,64 điểm. Với điểm số cách không quá xa, đội tuyển Philippines đe dọa vị trí số 1 Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam. Đây là vị trí mà Huỳnh Như và đồng đội duy trì từ tháng 7 năm 2019 khi vượt qua đội tuyển Thái Lan. Điều này có nghĩa, đội tuyển nữ Việt Nam xếp đầu Đông Nam Á được hơn 4 năm. Đây cũng là bảng xếp hạng cuối cùng trong năm 2023. Năm sau, đội tuyển Việt Nam chưa có lịch tham dự giải quốc tế nào. Đội không được dự Olympic Paris 2024. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chưa có lịch AFF Cup cho bóng đá nữ. SEA Games sẽ diễn ra vào năm 2025. Vì vậy, nếu đội tuyển nữ Việt Nam không thi đấu giao hữu quốc tế, trong khi Philippines tham dự thì nguy cơ mất ngôi đầu Đông Nam Á là rất lớn. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang chờ quyết định chính thức từ huấn luyện viên Mai Đức Chung. Nhà cầm quân này bày tỏ nguyện vọng nghỉ hưu, không gia hạn hợp đồng. Còn hiện tại, ông vẫn còn hợp đồng đến hết năm 2023. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.